Vâng, em xin chào quý anh chị và cô bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em đang có mặt tại cửa hàng số 2 của em ở trên 174 Hai Bà Trưng, thành phố Tây Bình. Đó, cơ sở 2. Với cơ sở 2 này thì bên em bán chỉ chuyên một dòng, đó là xe VinFast Granada A1, A2, Felix. Với những khách thành phố cực kỳ khó tính thì bọn em phải chơi cái dòng xe chất. Đấy, toàn những xe tuyển chọn lép căng trên 90% để đặt trên này bán cho mọi người. Đó, mọi người có thể quan sát kỹ ở trên màn hình này. Một dàn xe. Đầu tiên là con xe VinFast Granada A2 màu xanh. Đấy. Giám đốc chi nhánh thành phố Tây Bình sẽ dắt xe ra để em sẽ quay review kỹ cho mọi người cùng xem. Con này là con bản 6 bình ắc quy mọi người nhé. Con này thì có đăng kiểm cầm tay. Các bác mua con xe này thì bên em sẽ bao hóa đơn đỏ để cho các bác đăng ký chính tên chính chủ mình luôn. Đấy. Con này thì hiện tại bên em đã kiểm tra là bình zin của VinFast và vẫn đi được khoảng 5 đến 60 km cho một lần sạc. Tốc độ tối đa là 65 km/h. Xe màu xanh da trời mọi người nhé. Con xe này thì quá đẹp luôn mọi người. Con này em dám khẳng định với mọi người trên 98% luôn. Vì nó đi quá là ít luôn mọi người. Mọi người nhìn tiền lốp này. Đấy, em quay rất là sát để cho mọi người cùng theo dõi nhỉ. Em quay sát cho mọi người xem nhé. Đẹp long lanh cành đào luôn. Đây là số km đã đi được này. 8.600 km ạ. 8.600 km mà giá bên em bán chỉ có 17 triệu đồng thôi mọi người nhé. Bao hóa đơn đỏ. Đấy, bên em bao hóa đơn đỏ mọi người luôn. Con xe này duy chỉ có một vết xước nhỏ nhỏ đây, nhưng bọn em chưa hề làm một cái gì nhé. Bọn em sẽ đánh gala là hết chỗ này luôn này. Đấy. Các bác chốt con này thì hãy đến 174 Hai Bà Trưng. Đấy. Hôm nay thì em quay lướt lướt thôi. Còn các bác nào mà muốn chi tiết về con xe nào đấy ở trên video này thì các bác cứ comment hoặc là gọi điện trực tiếp theo số điện thoại của bạn nhân viên của bên mình nhé, là số 0396 138 326, để bạn ấy kết nối Zalo và gửi trực tiếp, quay trực tiếp từng con một cho quý khách chi tiết về từng con xe một cho mọi người dễ hình dung và quan sát nhé. Rồi tiếp theo đây là con xe Granada A2 màu xám. Con này thì bản 5 bình ắc quy, sử dụng động cơ bốt Đức, biển số 37MD2, không cần bằng lái nha mọi người nhé. Con này thì vết xước thì hầu như là không có luôn ạ. Đó, bạn cứ rong ra ngoài này, vết xước hầu như là không có. Con này thì cho các bạn học sinh mà đi học thì chấm hết luôn mọi người nhé. Không phải lo về chất lượng của xe, không phải lo về sửa chữa hỏng hóc gì cả, vì nó là bản bình ắc quy. Riêng đối với dòng A2 bên em chuyên về bản bình là chính, tại vì nó rất là ít lỗi. Đó, bọn em bán với kinh nghiệm nhiều năm, bọn em ít bán bản pin hơn là bản bình, vì bản bình nó không có lỗi nhé mọi người nhé. Xe VinFast thì không hề bị lỗi mấy, nói chung tỷ lệ lỗi rất là thấp, nó chỉ lỗi về vấn đề pin thôi. Và bọn em khắc chế vấn đề đó thì bằng cách là bán phiên bản bình, vừa tiết kiệm này, vừa kinh tế này, vừa dễ xử lý này, mà vừa thay bình cũng rất là rẻ nhé mọi người nhé. Mọi người thay một bộ bình khác giá đâu đó loanh quanh chỉ tầm 2 triệu mà được bảo hành 1 năm. Và khẳng định là với một bộ bình mới đấy thì mọi người có thể đi được tầm 2 năm, loanh quanh tầm 2 năm, trên 2 năm hoặc dưới 2 năm một tí. Đó, với 2 năm thì mọi người chỉ bỏ ra có 2 triệu thì là quá là ok rồi. Rồi, con này thì với dòng A2 5 bình đấy thì bọn em bán giá bình mới thì đâu đó nó rơi vào khoảng tầm trên 17 triệu mọi người nhé. Tiếp theo thì em sẽ review đến con VinFast Granada A2. Con này cũng bản 6 bình. Đấy, bản 6 bình thì mọi người mua về đấy là sẽ đăng ký chính tên mình luôn. Nhưng tuy nhiên thì con với cái dòng 6 bình này đăng ký nó sẽ là biển của xe máy mọi người nhé. Thì phải có bằng. Em review sẽ nói rõ luôn để các bác lựa chọn cho nó hợp lý nhé. Không đến lúc về có bằng rồi mà con cái mình đi học lại chưa có bằng, nên là đổi trả nó rất là khó. Đó. Con này thì cũng mới lăn bánh được mấy nghìn km thôi. Và em bán bằng giá con xám lúc đầu nhé. Đó là 17 triệu bình theo xe. Còn nếu mà bình mới vào thì là thêm tiền. Thì lúc đấy em sẽ nói chi tiết sau. Đây em sẽ quay sát con xe này cho mọi người xem này. Rất lét luôn mọi người nhé.
gọi là HD luôn, nét độ nét cực cao đó, độ nét cực cao luôn. Mới đi mấy nghìn km thôi, cũng tầm 8-9 nghìn km thôi mọi người nhé, cực ít luôn đó. Này em quay thì cực kỳ là sát luôn này, độ sát chỉ có 20 phân thôi cho mọi người quan sát đó. Con xe nó quá đẹp luôn. Đây là con xe VinFast Granada A2 màu đỏ mận mọi người nhé. Đấy, xe của bên em bán nó thật sự các bác là không vết mũi đốt đó, cho nên là các bác mua xe nó phải nhìn về chất lượng của xe, chứ còn em không biết là đắt hay rẻ như nào. Đây con xe này em quay sát sàn sạt cho mọi người xem này, rồi quay từ phần đến đồ nhũ mã cho các bác xem này đó. Nếu xe bên em tuyển tất cả xe đều còn là cái mã giấy ở đây đó. Đấy, cái tem giấy mà nó vẫn còn thì phải mọi người thấy là cái xe nó còn độ chất của nó như thế nào đó. Em sẽ quay sang cái phần hông này, phần hông này mọi người nhé, đó quá là lét luôn, ơi tuyệt vời luôn ạ. Con này thì bên em cũng sẽ có hai phiên bản bán nhé, một là bình theo xe, hai là bình mới tinh biển thủ đô này. Nếu mà bình theo xe thì giá đâu đó nó khoảng sát sát 16 triệu trên 15 triệu hồ sơ rồi. Còn bình mới thì các bác cộng thêm 1,5 triệu tùy từng xe. Rồi xe Vin A2 màu xanh nhé, cũng đều là bản 5 bình ắc quy. Với những con xe này thì em cũng nói luôn cho các bác tiện theo dõi là mua đứt hết nhé mọi người nhé, chứ không phải thuê mượn. Thì nắm bác còn vẫn đang còn lùng bùng ở vấn đề là thuê mượn. Với những cái dòng xe dùng bình ắc quy thì đều là mua đứt hết. Em bán cho các bác là bán cả xe lẫn bình, mua về chỉ việc dùng thôi. Khi nào mình đi khoảng 2 năm trở lên hỏng bình, mình thay bình mới thì thay ở đâu cũng được, thay đổi các lại giá tầm 2 triệu thôi. Đấy, đây là con xanh cửu long này, mọi người thấy quá đẹp, nét căng luôn, toàn xe nét tuyển mọi người nhé. Đối với những khách hàng khó tính ở trên thành phố Thái Bình này thì phải những con xe nó phải đẹp và đẳng cấp như này thì người ta phải đến người ta mua. Còn những con xe mà nó lăn lát nhàu nhàu thì chắc chắn là sẽ không bao giờ bán được. Đấy, với những con xe này bên em bán chỉ tầm trên 10.000 thôi, trên 10.000 và dưới 20.000 thôi. Con này thì biển Hải Phòng mọi người nhé, toàn những thành phố lớn thôi. Rồi màu đen này, hôm nay em quay lướt qua cho mọi người quan sát với cái dàn xe bên em thôi. Còn nếu các bác mà muốn chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp cho bạn nhân viên, bạn ấy sẽ gọi điện tư vấn nhiệt tình và quay Zalo video trực tiếp từ trong ra ngoài để các bác tiện theo dõi nhé. Đây là con màu đen này, cũng là A2 5 bình mọi người nhé. Đấy, bọn em chuyên về dòng A2 5 bình này vì nó rất nhiều cái tính năng hay, bền bỉ và dễ xử lý. Đây, soi gương được luôn mọi người nhé, rất đẹp luôn ạ, quá đẹp, một con xe quá là đẳng cấp luôn. Rồi, những con xe này mà các bác không mua thì thật sự là bỏ phí. Những con xe Vin này đẳng cấp mà của nó là đẳng cấp châu Âu, chứ nó không phải như những dòng xe điện thông thường đâu mọi người nhé, đẳng cấp châu Âu. Rồi một điều nữa em muốn nói các bác là đồ cực kỳ dễ thay đâu mọi người nhé. Nếu chẳng may có xảy ra sự cố, các bác không thay ở đâu được, cứ liên hệ cho bên em. Từ động cơ, IC, đèn, còi, sinh nhan, má phanh, nhựa, cứ alo cho bên em nhé. Đều có đồ để các bác thay, sửa và xử lý bảo hành cho các bác đó. Rồi bên em lại có một con xe Vin A2 bản 6 bình màu đỏ rượu vang đó mọi người nhé. Con này thì biển số đăng ký đầy đủ rồi. Đây, biển H là biển xe máy đó mọi người nhé, 61H này là biển xe máy. Với con xe biển như này thì các bác phải có bằng, phải có bằng thì mới sử dụng được nhé. Tuy nhiên thì với nhiều người, với nhiều khu vực người ta không khó tính, và thực ra là công an người ta cũng không hỏi về xe điện nhiều. Đấy, tuy nhiên thì đấy, nếu mà đúng luật thì vẫn phải có bằng. Còn nếu các bác mà đi không có bằng thì cũng chắc chắn là cũng không vấn đề gì. Em quay sát đây nhé. Đây, ốc 7 màu vẫn còn nguyên màu này. Đó, các bác nhìn đó, ốc 7 màu vẫn còn nguyên 7 màu nhé. Đó, tất cả các xe này đều là sơn zin mọi người nhé, rất đẹp luôn ạ, đỏ rượu vang. Ui dồi, xe nó đẹp, nét căng thế này. Động cơ này, động cơ của VinFast này mọi người nhé. Đấy, đẹp, quá đẹp luôn. Rồi, Felix này, bên em có Felix nhé, Felix cũng có.
Và A1 cũng có nhé. Tuy nhiên A1 thì em sẽ quay ở video sau. Tại vì A1 thì em đang để cơ sở 1 ở dưới kia. Vì ở cơ sở đấy thì đất rộng hơn, cho nên là em để được nhiều xe. Còn trên này thì em chỉ tuyển những con nào là lét căng thì em để trên này thôi. Đấy. Soi gương được. Úi dồi, quá đẹp mọi người ơi. Quá lét. Đó, quá lét nhé. Các bác cần về giá và chi tiết thì cứ liên hệ cho bên em 0396138326 nhé. Nhân viên bên em thì cực kỳ là dễ tính luôn và cực kỳ nhiệt tình luôn mọi người nhé. Đấy, tư vấn cho các bác từ A đến Z luôn. Rồi em lại sẽ quay sang con đỏ mận này. Ui giời, con đỏ mận sao nó đẹp thế này. Các bác nhìn cái lốp này của nó thôi nhé. Đó, em quay cái lốp này thôi nhé. Bác nào tinh chỉ cần nhìn mỗi cái lốp mua xe thôi, không cần phải nhìn nhiều. Lốp zin theo xe mọi người nhé, lốp VinFast. Mặc dù trời là khá tối rồi, bây giờ đang là 5:30 đi mọi người nhé. 5:30 rồi, chứ còn nếu mà ban ngày em quay thì cực kỳ là đẹp luôn, sáng rực luôn. Tại vì em tranh thủ em lên đêm quay thôi, thời gian thì không có hạn. Đấy, thời gian thì không có nhiều mọi người nhé. Em quay tranh thủ để cho mọi người cùng xem. Đó, led căng luôn. Trên này chỉ có hàng tuyển thôi mọi người ơi. Không có hàng vớ vẩn đâu, giấy tờ đầy đủ hết. Đấy, trong kia em còn hai con cũng nét căng nên em hơi ghé vào đây tí cho mọi người xem. Đó, hai em nét căng căng luôn, không có điểm chê nha mọi người nhé. Quá nét, quá đẹp, quá đẳng cấp. Đấy, rượu hàng bay. Chúng em xin hân hạnh phục vụ các bác với những dòng xe chất mang thương hiệu VinFast. Em sẽ quay ra đây. Đây còn con Felix này em chưa quay nữa này. 15B4 này. Đấy. Biển Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Màu trắng. Led căng. Hai chìa khóa, hai chip, mới lăn bánh có 8.000 km thôi. Các bác nhá. Rồi bây giờ là cũng quay qua một vòng rồi. Các bác muốn mua xe thì liên hệ cho bên em theo số 0903961386 nhé. Địa chỉ tại 174 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Và bây giờ em xin chào mọi người.